Xin chào tất cả các bác. Trên xe đạp bên em hôm nay là có một đơn đi Bắc Ninh. Đơn này là đơn địa hình check giá 6.3 triệu. Thì hiện tại em đang ở bưu cục Viettel để gửi hàng đi cho các bác. Địa hình check giá 6.3 triệu. Thì hiện tại em đang ở bưu cục Viettel để gửi hàng đi cho các bác.